Mọi người ơi, một trong những cái nét đẹp ở chùa Bà Tây Ninh á mà mình cảm thấy rất là ấn tượng luôn, đó là vào buổi chiều tối á thì trong khuôn viên chùa Bà người ta thắp đèn lên á nhìn rất là lung linh và lộng lẫy luôn. Nhìn cái khung cảnh ở đây là tựa giống như là cái phố lồng đèn ở quận 5 thành phố Hồ Chí Minh vậy đó. Và mình cũng thấy có một cái nét giống luôn giống như là khu phố cổ Hội An Và đặc biệt là ánh đèn từ cái ngôi chùa Linh Sơn Tiên Thạch Tử Thì người ta lắp cái đèn á, là chiên lẳng vô cái mái che của ngôi chùa á. Thì nhìn ngôi chùa là đứng ở phía xa xa nhìn vô là giống như là được phát sáng vậy đó Thì ở khuôn viên chùa bà vào, vào buổi tối thì rất là mát mẻ luôn chỉ có ban ngày đó là rất là đông đúc khách du lịch nhưng mà vào buổi chiều tối thì rất có ít người ở lại và mình thấy là gì mình ở đây cỡ khoảng được 3 ngày rồi thì mình thấy là gì dao động cỡ khoảng mười mấy hai mươi người là có tới lui vào buổi tối thôi và hầu như là chỉ có những người dân buôn bán ở đây là người ta ở thôi và những cái người hoạt động trong chùa chùa bà cũng như là chùa linh sơn tiên thạch tự là có tới lưu vào cái không gian vào buổi tối và tối thì tầm khoảng sáu giờ ba thì người ta sẽ bắt đầu là chúng ta sẽ nghe cái tiếng chuông chùa thì ở trong đòn có rất là nhiều bạn thì tranh thủ cái thời gian mà người người ta đánh chuông thì các bạn chung vào cái ngôi chuông chung vào cái chuông thì cái chuông ở đây người ta xây dựng là một cái thiết kế cũng rất là độc đáo luôn là cái ngôi chuông treo lên cao và cái người mà đứng trên cái À, chỗ cái bục đá đánh chuông cũng cao luôn và ở phía dưới ở chuông đó, có một cái thanh xà ngang đó, là cũng tiện lại cho mình ngồi vào trong đó để mình ngồi trong cái ngôi chuông và mọi người biết đó cái ý nghĩa của tiếng chuông vang lên đó, nó giúp cho chúng ta rất là nhiều điều mà theo mình nghĩ thì sẽ giúp cho chúng ta cảm giác như là gì là phật pháp nó đi thẳng vào trong lòng của chúng ta vậy đó và làm cho chúng ta vơi đi những cái muộn phiền những cái ưu tư những cái lo lắng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta và lòng chúng ta đâu đó cũng cảm thấy được cái sự nhẹ nhàng và sự thanh thản Cái tiếng đánh chuông á Nó giống như là một cái sự đánh thức chúng ta tỉnh giác qua những cái cơn mê vậy đó Và tỉnh thức giác ngộ về cái con đường tu nhân học Phật của mình á Và... Và có một số bạn á thì nói là gì khi mà vào chuông này á thì mình đánh như vậy á, cho lúc mà con người của mình bị hành căng lâu ngày, dài tháng á, tâm hồn của mình nó cũng hơi bị giống như là bị mắc nhiều tẩu tán đi nhiều thứ thì nên nhờ cái tiếng chuông này nè thì giúp cho các bạn cũng định hình lại cái con người của mình và hoặc là những ai mà bị dính những cái tinh tà bùa ngải gì đó thì khi ngồi đánh cái chuông là đánh giọng vô ngôi chuông làm là làm vang dội đi hết tất cả mọi thứ thì đó thì khi ngồi với ngôi chuông nó có rất là nhiều cái ý nghĩa và nên mọi người nếu như mà có đến đến hành hương hành hương và ở chùa bà tây ninh thì nhớ là đến địa điểm này mình ngồi dưới ngôi chuông á à, với những cái ngày mà đông đúc á, người ta ngồi như này rất là nhiều mình nên đó là đi vào ban đêm á thì à, lúc đó thì ít người à thì mình có cơ hội mình nói đó mình mình lắng lòng lại mình nghe tiếng chuông chùa cũng như là gì mình ngồi đó mình cho mình một cái thức một những cái phút giây là thanh thản cũng như là nhẹ nhàng và thoải mái nhất có thể và sau đó thì à, à, sau khi mà các bạn mà ngồi ở chuông xong á, thì tất cả mọi người nhanh chóng kéo vào trong chùa Linh Sơn Tiên Thạch Tự Thì ở đây á, vào buổi chiều tối á, thì mọi người sẽ đọc kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì mình đã nghe mọi người chia sẻ về cái lợi ích và ý nghĩa của việc đọc kinh Diệu pháp Liên Hoa rồi nhưng mà mình chưa có cơ duyên để mà mình đọc và cũng nhờ cái chuyến đi tu tập và hành hương ở Tây Ninh vào dịp này và có cơ hội ở lại thì mình mới có cơ hội đọc đọc cái cuốn kinh Diệu pháp Liên Hoa thì theo mình thấy là gì cái cuốn mà diệu kinh diệu pháp liên hoa này nè người ta nói là gì cho chúng ta thấy được cái sự cảm nhận sâu sắc về tâm linh trong phật pháp rất là nhiều luôn và cuốn kinh nó có 28 phẩm cuốn này nhìn rất là dày nhé dày hơn so với tất cả những loại các kinh mà mình từng biết được và những cái bạn mà mình chưa biết á, thì mình có cơ hội mình đến đây thì nhớ là tranh thủ đến cái ngôi chùa linh sơn tiên thạch tự mà chúng ta đọc kinh ở đây cùng với các sư thầy nhé còn không á, thì mình mình cũng nghe một số bạn chia sẻ là ở thành phố hồ chí minh á, thì ở chùa huê nghiêm nè là cũng có đọc kinh diệu pháp liên hoa ở đó đấy nên chúng ta một lần trong đời đến chùa chúng ta đọc để biết thêm về kia và cũng như là hiểu am hiểu sâu hơn về Phật Pháp thông qua cái cuốn kinh Diệu Pháp Liên Hoa nhé. Và kinh này là được Bồ Tát Trí Tịnh Dịch và nó được coi là vua của các loại kinh luôn. Và trong cái tác phẩm, trong cái phẩm Dược Vương Bồ Tát Bản Sự, phẩm thứ 23 của kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Phật đã dạy Bồ Tát Tú Vương Hoa với những lời như sau. Này Tú Vương Hoa, như trong các dòng nước có sông ngòi kênh gạch thì biển là lớn nhất, trong các kinh thì kinh pháp hoa này là lớn nhất lại như trong các dãy núi thổ sơn hắc sơn núi tiểu thiết vi núi đại thiết vi thì núi diệu cao là bậc nhất kinh pháp hoa này cũng như thế ở trong các kinh rất là bậc thượng lại như trong các vì sao mặt trăng là bậc nhất kinh pháp hoa này cũng như thế ở trong muôn trùng các kinh pháp rất là sáng lại như mặt trời hay trừ các chỗ tối tâm kinh này cũng thế hay phá tất cả các sự tối tâm và bất thiện lại như trong các vua nhỏ chuyển lương thánh vương là bậc nhất đế vương kinh này cũng như thế ở trong các kinh là bậc tôn hơn cả lại như đế thích là vua trong tam thập tam cõi trời kinh này cũng như thế là vua trong các kinh đây đây là đoạn trích nằm trong phẩm thứ 23 Dược Vương Bồ Tát Bản Sự Kinh Diệu Pháp Liên Hoa rất là hay nha mọi người. Và sau khi kết thời kết thúc thời khóa tụng kinh ở chùa Linh Sơn Tiên Thạch Tử thì mọi người có ra phía trước đảnh lễ tượng quan âm Bồ Tát. Ở phía trước thì ở đây thì mọi người cùng nhau lại sám hối ở nơi này Thì đây là cái tôn tượng Bồ Tát Quan Thế Âm được mọi người đến đây đảnh lễ rất là nhiều nhé Và đây là một cái nơi mà tượng Bồ Tát được mọi người đến đây dân cúng hoa Và đặc biệt mình thấy là gì ở hoa, hoa người ta dân cúng ở Tây Ninh đó là hoa sen là nhiều nhé Đó là cái nét đặc trưng có việc mà dân hoa cúng hoa ở ở núi Bà Đen Tây Ninh luôn đó mọi người. Hoa sen ở đây là nhìn rất là gắn. Gắn là Gắn chắc nhé Nó không có mềm mại như những loài hoa sen Mà mình thấy ở đồng quê Từng cái cánh hoa sen á nó, nó rất là dày và cứng Và nó có màu người ta Người ta tạo màu cho nó nhìn Nhìn rất là đẹp luôn Và đặc biệt ở đây á Sau khi mà đòn của mình á à, đoàn tu tập cùng với, với cô Thanh Đồng á, sau khi mà tụng kinh và lại sám hối trước tôn tượng Bồ Tát xong á, thì mọi người quay quần cùng với nhau nghe cô giảng dạ, pháp về con đường đi để con đường đi của Như Lai cũng như là hiểu hơn về về cuộc sống căn phận của mình phải tu tập như thế nào là cho đúng và sau đó là tầm khoảng tới chín mười giờ thì ở đây bắt đầu là một cái không khí nó vắng lặng nó sẽ mở ra cho chúng ta là chỉ có xung quanh là đèn và không khí khí trời mát mẻ và chỉ có âm thanh của những người trong đoàn nói chuyện với nhau thôi thì lúc này thì mọi người có đến tôn tượng bồ tát quan thế âm này múa hầu văn mẹ ở nơi đây và cũng được cô thanh đồng hát ru căng mời căng mọi người ở trong đoàn ở đây thì lúc đó là gì đợt này mình đi là cỡ khoảng chín uh, mười người đi nên là chiến nên là chuyến đi tu tập được mọi người gần gũi với nhau rất là nhiều chia sẻ với nhau về con đường uh, tu nhân học Phật như thế nào và và chặng đường đến với tâm linh ra sao để mình cùng đồng cảm và thấu hiểu lẫn nhau và chia sẻ san sẻ đồng hành cùng với nhau qua những cái giai đoạn khó khăn trong cái con đường mà tu tập theo uh, Phật pháp và hữu duyên một ngày nào đó sẽ cùng với các bạn tu tập cùng với cô thanh đồng tại núi bà đen tây ninh nhé và đặc biệt vào vào buổi chiều tối chúng ta sẽ có một cái không gian tu tập cực kỳ yên tĩnh cực kỳ là an lạc và hạnh phúc luôn bởi vì xung quanh ở núi bà đen thì không có tiếng xe cộ ồn ngào tấp nập hối hả của con người di chuyển việc gì hết mà chúng ta chỉ có nghe tiếng là gì âm thanh của tiếng chuông reo và tiếng chuông chùa và tiếng uh, có những người hoặc uh, có những người uh, sinh hoạt trong đòn của mình thôi còn không là tiếng uh, là lao sao của tiếng cây và tiếng uh và âm thanh của chim chim chóc núi gần thôi chứ không còn tiếng động gì nữa hết đó là một cái không gian cho thực sự chúng ta tu tập một cách là gì an lạc và thanh tịnh nhất chúng ta sẽ dễ đạt đạt được nhiều thành tựu hơn trong cái con đường tu tập và cảm ơn mọi người đã lắng nghe những gì mà mình chia sẻ trong một cái buổi tối công phu tu tập tại núi bà đen tây ninh và chúc cho cả nhà luôn luôn tinh tấn và an lạc nha mình xin cảm ơn